Chào buổi sáng ngày 3 tháng 12 2022 anh em cô chú ơi. Chúc anh em cô chú ngày mới luôn luôn gặp nhiều thuận lợi trong công việc như là dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài anh em cô chú. Mời anh em cô chú ly trà Thái Nguyên móc câu mới chầm nóng hổi luôn. Quay trở lại chiếc xe quay S 2000 mấy ta, còn dốc dốc anh em cô chú, 2007 anh em cô chú. Đi đầu clip chia sẻ với anh em vài cái thông tin nhỏ nhỏ ngắn ngắn, mong anh em thông cảm đợi vài chục giây, vài đợi khoảng phút. Có số anh em cũng phàn nàn về cái vấn đề đồ xe, giống như giờ cái cặp phuộc này mình bán cho anh em là 400 là bao anh em xài nè. À, bao anh em xài. Về mà lỡ công nè, xì nhớt, hư phục hồi lại. Anh em trả, mình đền luôn tiền ship, tiền phí đầy đủ hết. Nhưng cũng cái phuộc này mà mình bán 200 ngàn, 150 ngàn thì lỡ nó có xì nhớt hay là nó mình nói trước. Lỡ nhúng không ngon thì anh em thông cảm, bị tiền nào của đó chứ không có khi nào nó nhúng ngon về mà ai đem bán mình 200 hết. Nhưng mà không phải là thối thác lời nói của mình. Lỡ anh em mua 200 mà không vừa ý, anh em trả lại cái chuyện đó anh em sai thì anh em trả tiền ship. Mình nhận lại trả tiền đủ anh em bình thường. Còn anh em mà có hoàn cảnh khó khăn mà nhiều khi đi mần công nhân mà cực khổ từ ngày tiền sống cả và tiền phát dạo đông hàng ngày khó khăn thì cái chuyện anh em sai nhưng mà tiền ship tôi trả luôn cho anh em cũng được, không có sao hết. Cuộc sống này mà đâu có bao nhiêu mà đủ giàu nghèo gì cái tầm này đó, mong mà anh em cô chú mà mua hàng vui trong lòng là mình đem lại cái may mắn, cái thành công của mình rồi, chứ còn không có vấn đề hơn thua gì 5-30 ngàn, 100 ngàn gì đây hết anh em cô chú. Có anh là sáng có comment cái cặp phuộc future mà 450 ngàn nhúng không ngon à, anh tôi gạt anh cái đó, anh sai nữa, tôi sai rồi anh sai nữa. 450 ngàn tức là anh mua sao được cái vỏ đẹp thẳng phôi chân đẹp là đủ giống rồi, còn cái ruột ở trong nhúng không ngon thì anh phục hồi lại, chứ không có ai mà bán cái phuộc future đẹp ngon mà 450 đó, khoảng 800 ta lên mới ngon anh. Nhưng mà cũng không thối thác lời nói, lỡ anh coi sơ sót không vừa ý gửi trả lại em, trả tiền đủ cho anh đàng hoàng thì hòn không bao giờ nói bậy mà cũng không làm bậy cái vấn đề 1-2 trăm ngàn, 500-300 ngàn đó đâu. Anh em đừng có nói nặng nói nhẹ, nhiều khi có nhiều anh em tôi nói không phải đánh đồng chung nhậu bia ô mấy triệu ngắt khúc bo cho em không mà sáng mua từ tép tỏi cộng hành tả giá nó vậy. Rất là nhiều người vậy chứ quả nhiều khi mình phải coi lại cái món đồ, cân nhắc lại cái giá tiền. 400-500 ngàn đổ lại là cái phuộc phu chờ sao là cái phôi thôi, chứ còn không có đẹp ngon được đâu. Ngon là phải 800 anh. Nhưng mà không có thối thác lời nói, không ngon, không vừa ý cô chú trả lại. Lấy tiền đầy đủ không có mất, lỗi xem sơ sót. Anh em cô chú thông cảm trả tiền ship. Còn sơ sót bên tí hon đền 100%. Mà phải năn nỉ anh em cô chú nữa. Chứ phải đền không là đủ. Nhiều khi cặp phuộc hai mình rất nể cái ông anh 2016 phuộc vừa rồi anh em thấy nó đẹp căng không, bán cho ảnh nhiều khi cái ti nó hơi cong, ảnh nói em có kiểm tra chưa tí hon là mình giật mình biết chết mẹ rồi. Mấy người đàng hoàng người ta nói vậy là có chuyện rồi đó. À, giờ nó hơi cong lỡ do lỗi lầm mình năn nỉ người ta, mình đền bù thỏa đáng, cái cặp phuộc đổi cặp phuộc khác y vậy, hoặc là ảnh mua được chỗ nào ngon hơn thì ảnh mua mình trả tiền đủ chứ đâu lại cho ảnh tiền ship mình phải chịu cái đó, mình làm bậy mình phải. Người ta rất là vui vẻ, ta nói một câu nhẹ nhàng thôi là người ta không mất của mà không mất lòng luôn. Rồi, hay không, cái này không phải là bức xúc mà là cũng chia sẻ với anh em rút kinh nghiệm mua đồ chỗ khác cũng vậy chứ không phải gì hết. Chứ mình bán đồ mà anh em xài không được là tôi bảo đảm với anh em. Mấy chục năm kinh nghiệm trong nghề của tôi mà tôi bán xài không được là anh em khó mua chỗ khác xài được. Đó. Ai mà bán đồ mà đền như tôi. Anh em mà mua về rồi, anh em thấy không, có mới vừa đây rồi nữa, anh em mua về đồ máy mấy triệu, kẹt hoàn cảnh gia đình. Thôi giờ chịu lỗ, tôi đấu cho lỗ, kẹt rồi tôi trả tiền đủ, chuyển tiền đủ rồi đó. Cọc trả lại hết, mà ăn cái gì. Cái đồng hồ này anh em đẹp, kim nhảy, nhúng đầy đủ luôn. 400 anh em cô chú. Bộ áo này 1 triệu 200 ngàn anh em cô chú. Nó hơi bạc màu nhưng mà nó không có bể nứt gì. Tét cái bẩn xíu. Quay sơ qua cho anh em coi, đèn tặng, đèn tước, đèn sao. Quay nhanh nhanh để mất thời gian anh em. Thấy nó không có bể thì báo vậy được. Tiểu 2 nó phải bay màu vậy đó anh em cô chú, nhưng mà nó liền lạc, thôi nó được chắc. Quên dán cái bảng số lại nữa. Cái này mà nó đỏ luôn mà nó đẹp, xuất sắc như ngọc trinh, đâu có ai bán mình tiểu 2 nè, nước chút nữa.
Mình mua đồ mình phải coi cái giá chứ anh em đừng có coi cái đồ. Đồ không ngon nhưng mà cái giá nó làm sao tao bán mình phải cân nhắc cho nó phù hợp với xe mình. Mua bộ áo 1,2 triệu về mà đem gắn vô xe hai mấy triệu thì thôi vô phương rồi. Đâu có xứng được. Có lý anh em mà chú, không có bể nước chỗ nào hết. Bửng cứ ngắt luôn. Ngắt chỉ có tét xíu vô tới đây. Anh em về xử lý lại. Mặt nạ đồ cứng, cứng khư luôn. Dạ, mới đó được 5 phút rồi anh em ơi. Mới có cái áo không 5 phút ta. Rồi, cặp tay thắng nè. Ốc chưa chạm luôn nè anh em. Đẹp tuyệt vời luôn. Tay thắng, mới dây thắng cực kỳ luôn. Bán anh em bộ dây tay heo dây này 800. Heo à. Quên anh em nhắc về cái máy nãy giờ quay cứ quên. Dạ, tay chân nó rung sao tay. Cặp máy nó rung. Cái đĩa 400 nè anh em. Thẳng cho anh em coi luôn. Chưa có mòn nhiều ăn. Đĩa còn khá dày. Anh em coi dày nè. Rồi tiếp theo cặp bánh anh em ơi. Xôi thẳng cái đĩa 400. Cái cặp hột này mình kiểm tra cho anh em lại luôn nè nha. Cặp hột này mình bán anh em là đẹp. Nước sơn đẹp cực kỳ luôn. Tháo ra nhiều khi phốt đồ nó có gớm gớm là mình ở đây thợ nó thay phốt hay lắm anh em, cho nó mướn cho nó làm luôn. Đem bỏ tiệm phục hồi chuyên nghiệp ta làm chứ không phải nhà tự làm. Làm căng đét cho anh em, bảo đảm anh em về nhúng ngon cực kỳ luôn, không lỗi lầm nữa. Lên máy cân đo lại hết cho nó có cong nghe gì không. Giờ đang thấy là hẳn tưng luôn nè. Nhưng mà phải lên máy cho nó kiểm tra cân đo lại hết mới gửi đi cho anh em. Nhận tiền trước có trách nhiệm nó lớn vậy đó. Giá bán cho anh em cặp này đó là 500 ngàn. Bảo đảm anh em là xài ngon lành. Cho nó kiểm tra thay phốt mới luôn nha anh em cô chú. Chứ cũ vậy nó cũng hơi gớm gớm mà. Hơi gớm gớm. Bỏ thay lại luôn. Thay phốt xịn. Cái niền nó có cái lỗ nhỏ xíu mọt đây nè anh em. Nó chút xíu vậy đó. Bằng hột gạo vậy đó. Còn nhiêu là nó mè 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 vậy nè. Chứ nó ngon lắm. Không có xét. Theo năm tháng anh em về chùi ra giùm. Anh em theo dõi kỹ giùm mình nha. Nó tới mí nè, bộ câm còn khá nè. Bánh sao tuyệt vời nha anh em. Cặp bánh này bán anh em 1,3 triệu gồm cái vỏ ruột luôn, má đùm sau, má đùm trước luôn. Cái này cái má này nước sơn nó hơi khác khác giống có thay lại quá anh em ơi, mà thay lại đồ hãng nè. Cục cục này thay lại bảo chắc luôn, màu nó thấy khác chút sáng hơn, còn đầm nước sơn riêng này nè, cầm đẹp tuyệt vời luôn, có cái đầu nó hơi nám nám thôi, còn nhiều là chất lượng hết. Mua đồ mà xài không được là anh em đừng có nhắn tin, mình không có đọc được, lý do là khi không có theo dõi cái tin nhắn nào mà nó có cái trái tim đó là mình đã coi, mình gõ vô, còn cái nào chưa gõ là khi chưa coi kịp anh em cô chú thông cảm. Có lỡ có gì đó mình điện thoại cái hay hoặc nhá máy cái tôi gọi lại. Nhắn tin nhiều khi đọc được 90% anh em, còn 10% sơ sót. Lướt qua lắp qua lắp qua. Với lại tối về hay mới hay đọc tin nhắn kịp. Đầu máy xe này máy khá quá anh em cô chú à. Màu còn đá ha. Bô cho anh em cô chú nghe. Chắc nít luôn hết anh em cô chú. Tiếng bô ghim của nó đẹp, cổ chưa cắt luôn. Có trầy xước nhẹ đây chút xíu. Cái này là mình quay ở chế độ gần á anh em cô chú, thành ra nó trầy nhỏ cũng thấy bự nữa. Bô này 650 ngàn nè anh em cô chú, co chưa hàng luôn. Còn máy bình xăng con nè anh em. Để tắt cái máy cái tết mình sang con rồi tắt cái máy cái để nó ồn. Hết thấy không? Sang con vậy anh em thấy nó xăng đổ mở khóa đầy đủ không chảy thử từ tiếng từ tiếng. Bán anh em cái bình sang con co bô e bao tử này 850 ngàn. Anh em nào lấy cái bình xăng không là 700 ngàn nha anh em. Tại vì anh em thấy là cái co cổ dê nè. Trời ơi. Ốc này như chưa chạm nữa nè anh em ơi.
chắc có chạm rồi quá anh em ơi, họ có chạm xúc chứ làm gì khỏi lâu ngày. Bảy trăm ngàn cho anh em ơi, mình sang con 700 ngàn. Ờ, bình xăng con 650 ngàn, nó lộn, còn cái co bao tử 200 ngàn là 850, còn bán lẻ thì anh em mua cái bình này không là 700, phải không ta? Ừ, bình không là 700 ngàn, còn cái co bao tử 200 900, để lấy combo bán anh em 850. Ừ, cái bô này anh em cô chú xét cái đầu nè, xét cái đầu nó hơi yếu anh em về hàng lại được hàng ha, cái co đẹp. Cái bô này 650, anh em coi cái đít. Rồi. 10 phút rồi, tranh thủ nữa anh em cô chú ơi nè, giò đạp là 1. Cần thắng đẹp nè, 2. Chân trống là 3. Đũa thắng là 4. Gác chân máy là 5. Chứ cái cần số đẹp luôn là 7, 6, 6 món. 6 món này anh em thấy đẹp ngang. Đẹp căng nè, chứ không phải chơi đâu, cái chống ngang cũng còn mới thay riêng mới luôn, cái gác máy chưa có hờ vô đá, chưa có uống gì hết. Bộ đẹp anh em ơi. Bán anh em cái giò đạp này nó hơi nám chỗ này rồi. Anh em thấy vậy chứ nó mới rửa chứ vài bữa nó xét nè, tóc xì nè, cái chân họ để đây nè. Tóc giò đạp này bán anh em 450 rồi, nếu bộ này cái giò đạp đẹp nữa là bán 550, bớt 100 ngàn cái giò đạp yếu. Thấy qua màn ảnh điện thoại anh em thấy nó đẹp vậy chứ thực tiếp ở ngoài nó yếu một đoạn này, anh em thấy không? Cái này mà quay lướt lướt cha ai mà thấy vô phương. Gán nhớ gán cái tem ngay đây để ấy. Để nhớ đừng quay xôi cho anh em của chú xem. Hết sức gây sợ sơ sót thấy mồ luôn. Anh em mua sợ rồi, nhiều khi nó không vui. Đẹp. Cái ốp nhôm đẹp anh em. Chưa xệ đẹp, cao su ghim căng luôn, bán anh em 250 ngàn ốp nhôm này. Gấp bọc sơn đẹp cực kỳ luôn, mà bọc sơn tự nhiên rửa nước nó bị tóc sơn bánh nè anh em, đít đó. Tóc sơn chứ không phải nó không có xét mục nha. Hết sức thiệt tình, cái vòi nước nó mạnh quá xịt tóc luôn. Bộ này 600 ngàn phải re luôn, lỡ tóc bọc sơn rồi thôi bán anh em 450 anh em. Tặng bọc sơn luôn, tính tiện gấp đẹp. Thiệt tình. Anh em về mua chai sơn xám xịt cái đó lại giùm. Nè, phuộc sao đẹp căng luôn nè. Phuộc này là về xài lỗi lầm đền luôn tiền ship nè. 400. Rồi tới cặp bánh nè anh em chú. Bánh đẹp, bánh sao đẹp khỏi nói rồi. Hồi này có cái ông chủ này, ông kỹ quá kỹ, ông chùi sao biết mà nó hơi khờn khờn vậy nè. Anh em cân nhắc nè. Nhưng mà từ từ anh em lao bóng lại. Do ông xài xe chưa gành nè. Ông chùi bằng cát không hay sao biết. Cái này không phải mọt mà dính nhớt anh em ơi. Nhìn sao đẹp lắm, không có thấy mọt. Mà quên coi tùng mã không nữa. Quên cái vụ mã niền nữa chứ. Rồi niền tước là MH ha anh em. MH. Sao đâu rồi đây. Ồ tùng mã luôn anh em ơi. MH. Cặp đùm nước sơn hết thế luôn em ạ. Cặp đùm bộ câm đủ tiền luôn. Vỏ còn mới căng nè. Vỏ sao đeo GC, vỏ tước là như inu rồi phải anh em cô chú. Nè, bọc sơn gấp đẹp nè anh em. Chỉ có nó hơi xét đường tóc sơn nha. Rồi rửa nước xịt nó tóc chứ không có mục nha. Đẹp lắm. Anh em về sơn cái miếng dưới lại, miếng tên đẹp căng luôn. Tay em nhãn còn y hết. Chưa có mớp méo, chưa có nứt chỗ nào hết. Đùm bánh nó nhẹ. Bên đây. Xu này đẹp anh em ơi. Chưa xẻ, xe này ít đi chứ. Xe này đồ máy để tháo là chắc có lý anh em cô chú. Cái vàng mã này ít đi nè. Xe nó mới sập vậy. Phuộc sao nè anh em. Sơn căng đét luôn. Rồi tới bộ yên anh em cô chú.
450.000 nữa nè anh em cô chú. Nước sơn theo năm tháng nó vậy nè. Riêng nó bong bong vậy đó, chứ không có mục, không có lũng, không có tóc sơn gì hết, chạy chỉ vậy đó. Học yên nè. Mình còn nhiều bộ 4 món nha năm anh em cô chú, 4 món gồm bộ 3 món chứ, gồm hồ sơ. Rút tới tên cho anh em luôn, với cái sườn với cái lóc là 3 triệu bộ. Còn anh em nào mua 4 món thì sườn, lóc, biển số, giấy giá 2 triệu 200 ngàn hoặc 2 triệu tùy theo bản số xa gần ha anh em. 4 món thì 2 triệu 2, 3 món thì 3 triệu. Rồi bộ yên 450 ngàn, có bao có bọc lại rồi anh em cô chú, cái bao tông tông còn tông họ chưa gỡ ra, nó có gần. Xài xe luôn giúp giúp ngon anh em, đi đồng đi bưng ngon lắm. Đế còn cái mốt còn mềm lắm. Bên trong thì còn khá. Cản nè. Cản cứng ngắc luôn ha anh em cô chú. Cái này bán 500 ngàn cũng có anh em ủng hộ mua nữa, mà do nặng nề cồn cền quá, bớt anh em chứ chuyển khoản, bớt anh em 50 lấy 450 chuyển khoản nữa, ship rồi. Nhìn tổng thể xa xa thấy cũng đi vòng cho anh em coi ha. Xe cũng còn khá anh em cô chú. Còn im, khá im. Có bao mót lại. Các anh em cân nhắc cái bộ áo, cái màu nó hơi bạc anh em có chút, nhưng mà nó phôi nó chắc. Chủ yếu mình mua cái phôi mình sơn lại hay là mình xài nó riêng anh em. Áo riêng theo xe, chưa có lai miếng nào thôi. Green. Thuộc phu chờ mấy anh em mua 500 mà cái phôi đẹp là không có mắc đâu. Mắc phôi mà đẹp mà ti ngon nữa phải 800 triệu phu chờ một á. Còn anh em mà mua thuộc 500 mà cái nhúng ngon thì cái phôi xấu, phôi cái ống xi nó phải xét, vỏ mũ có trầy xước có bể. Mà nào giờ mình bán phuộc nói thật với anh em là mình lỗ, mình lầm chứ không để anh em cô chú lầm đâu. Nhất là phuộc phu một với phuộc qua phu chờ neo nữa. Mình bán toàn là bán cái xác không à. Phuộc phu neo còn ở bên trong mình đâu có bán đâu. Bán cái xác, trong rồi kệ hên xui vậy đó. Chứ đâu có mở ra được đâu coi. Mở ra coi nữa đâu có ai bán 500, nó đẹp bán 700-800. Giờ này cái máy khá quá anh em cô chú. Máy sạch sẽ ghê luôn. Quên quay máy cho anh em xem. Ốc đầu tuyệt vời nó khô. Anh em nào theo dõi mua đồ máy này bán giá hữu nghị anh em cô chú. Thôi clip hơi dài anh em cô chú ơi, mời anh em cô chú uống ly trà Thái Nguyên móc câu. Rồi nó lộn, xin lỗi, trà móc câu ngoài Bắc. Trời ơi, bị quên anh em ơi. Bị nó rầy anh em, điện thoại rầy. Nó không cho nói từ đó trà mấy ổng vô. Rồi, chúc anh em cô chú ngày mới gặp nhiều thuận lợi anh em cô chú ơi. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Cảm ơn anh em cô chú đã like. Cảm ơn anh em cô chú đã đăng ký kênh, theo dõi Phụ Tùng Honda Tí Hon. Chào anh em, chào cô chú.